Các bạn, thì hôm nay là chiều 18 tháng 4. Thì hôm nay tôi đã sưu tầm một số cây của Zani. Sưu tầm như tôi cũng chỉ đưa 10 11 chậu của Zani. Thì như hai cái thấp nhất này là 250.000, cái cao này thì 500.000, nhưng nó có mấy cái kỳ hoặc mấy mầm, hoặc như cây đây là lá lá rất đẹp. Lá nhỏ nhỏ mà dày. Và có cái cây 12 này là Chiu Morai. Các cây đây là Zani, còn bên này là Chiu Morai. Cây này thì một cây này nó có hoa này. Đấy, hoa này chắc là mắt trâu, mắt voi, mắt bò này, rất là to. Bây giờ buổi chiều nó cũng này. Cây này thì đấy, mắt hoa nó như thế thì các bạn nhìn thì tự các bạn đánh giá thôi. Thì cây này là 500.000, nhưng mà nó trồng đây là Chiu Morai thì nó cũng trồng từ những cái thân gãy dập, nó trồng bên này. Như đây nó cây bên này đáng nhẽ bán mình cái này thôi, nhưng mà chắc là có cái thân bên này thì kỷ niệm luôn vào đây. Như cái này nó bị thối đây này các bạn này. Cây này nó bị thối gốc, nó còn có một đoạn thân thân tơ này, nhưng cái này chắc nếu để bình thường vẫn hoa, còn thân già nó gãy đây. Còn cái cây này thì nó được hơn 3 gang. Đấy, còn hoa đây thì cái người trồng, cái thằng cu em nó trồng là nó vặt đi để cho nuôi mầm gốc. Mầm gốc rất đẹp này. Cái này là của Chiu Morai, hôm nay một hình Chiu Morai. Đấy, và cụ thể thì cái hình thứ nhất, các bạn, cái hình số 1 này là 250.000. Thì cái thân của nó đây các bạn thấy gần được một gang. Cái này nó trồng bằng cái thân gãy dập. Những cái thân này thì nó cắt, nó gãy dập đây này. Nó trồng từ hồi Tết nhưng mà rễ lên rồi. Cái này là trồng trước Tết này các bạn, thì trước Tết nó ra một cái thân nhỏ này là nó thắt ngọn, tức là cuối năm là nó ra là nó thắt ngọn luôn, thì nó ra đầu năm nó lên mầm mầm này. Đấy, đây nó cho phân tan chậm thôi này. Cái hướng ở Zani này, cái mấy đứa ở Zani này là nó không cho phân dê, chứ không như của với một số cái của trên vùng Chiu Morai là cho phân dê nhiều là nó cũng rất tốt. Đấy, các bạn thấy rễ nó ra rất khỏe đấy. Thì cái này là 250.000, thì tôi cũng đưa hữu nghị, thì các bạn biết là mua được một cây mà 250.000 như nên thế này, thì mà đây hàng gãy dập với hoa thì các bạn hỏi hoa thì tôi cũng không biết. Đấy, thì cứ nhiều nơi người ta bán, nếu mình cảm thấy tin tưởng mà mấy thì mình mua sưu tầm thôi, chứ chơi hoa thì tư tưởng phải thoải mái. Đấy, hình 1 là 250.000. Sang hình 2 này thì cũng 250.000, thì có hình 1, hình 2 250.000. Cái này nó được khoảng 10 phân, hơn 10 phân. Như cái thân năm ngoái của nó rất còi cọc, lá lá này nó bị chấm chấm vàng vàng đấy, nhưng mà rễ riết đấy, còn lá rụng đây, lá này rất dày. Đây thì các bạn thấy cái thân, các thân cụ đây nó còn đủng đỉnh một cái kia nhỏ tí này. Thì cái này thì dạng kiến rừng nó trồng lên, hoa hiếc thì chắc là chưa chưa có đâu. Đấy, thì cái này là 250.000. Đây nó có một cái kỳ bé tí này, không biết nó rơi mất không. Cái này thân già nó vàng vàng, như thân năm ngoái đây là xanh này. Còn hoa như thế nào thì nó tùy duyên. Như các bạn thấy buổi trưa tôi quay cái cây hoàn phỏm nó cũng rất đẹp, nhiều người bạn hỏi mua. Cây nó lại quay về với chủ nhưng mà rất đẹp, tôi đặt tên hoàn phỏm. Thì nhiều khi đặt tên là cho nó vui thôi các bạn. Thì hình 2 là 250.000. Quá trình trồng ấy, tôi cũng muốn đặt tên vài cây cho nó gọi là vui, trong cuộc sống mình chơi lan mình phải vui cho tư tưởng nó thoải mái. Sang hình 3 là 300.000. Cái này nó cũng dạng một kiến, kiến như thân nó bé tí này các bạn. Các cái thân già, thân cụ, thân kỵ nó bé tí, nó khô đây, thì nó vẫn buộc vào đây, nó trồng đây. Cây này cũng dòng lá tre này, như thân nó tím này các bạn. Đấy, tôi để tay phía sau vì có mấy bạn tham gia góp ý với tôi là khi bác quay là bác để tay phía sau thì người ta nhìn rõ thân lá. Đấy, cây này nó trở tím rất nhiều này các bạn này. Còn các thân già nó bé tí này, các cái thân đây nó teo tóp này. Thân này thì chả biết là hoa hiếc gì, chưa biết. Hình như hay là có hoa, chả phải nó cái kiểu gì đây. Thân nó top này tôi cũng chả biết kiểu gì. Đấy, cây này thì treo top như này. Nó trồng thì rễ là ổn định như đây à các bạn. Đấy, thì cái này là hình 3 là
300.000. Sang hình 4 là 300, cũng 300.000. Như cái này nó dài được khoảng một một gang. Thì đấy các bạn thấy là trồng thân dễ gãy dập là từ những thân năm trước đây. Thì cái này là nó phải trồng cuối năm vừa rồi thì nó lên được một cái mầm này và đến khi thắt ngọn. Đấy, thắt ngọn thì nó là những cái này không biết ra hoa được không? Cái này nó khoảng 10 cm. Còn cái thân này nó được khoảng một gang. Cây này dòng lá khả năng lá chỉ thiên nó rất cứng, các bạn thấy chưa, nó nên nó cứng đanh. Những cái chậu này nó trồng ổn định rồi thì các bạn nào ấy thì cũng nên gửi cả chậu nó thêm vài vài đồng tiền cước thì là nó ổn định đấy. Thì như những cái này đấy các bạn nhìn thì thân nó như thế này, thân trồng thân gãy dập, thường thường dân gãy dập mấy cái kiến nhỏ nó trồng. Thì tôi thấy rồi thì sưu tầm chia sẻ đây vì cái mùa này mà hàng bóc rừng là nó cũng rất ít rồi, nó cũng chỉ một vài nhóm đi, có khi đi cả mấy mấy ngày, có khi được một hai cái kiến, mấy hai người ta bán cao quá nên tôi cũng không dám sưu tầm. Thôi thì lấy những cái hàng thuần này là người ta trồng là trồng hàng rừng đấy. Hình 4 300.000, sang hình 5 thì 350.000, hình 5 hình 6 là 350.000. Cái này nó xanh xanh hình như là nó tưới cái gì sun phát đồng hay là cái gì đấy, thì tôi thấy một cái xanh xanh người ta bảo thế thì tôi cũng không biết. Đấy, cây này thì các thân già cụ kỵ, cây này thì thân già nó có vẻ vàng vàng các bạn này. Đấy, thân nó vàng ươm này. Cái này thằng chồng tôi ngoái nó ra một cái mầm nhỏ tí nên là nó lên này, là năm nay nó đẻ ra được cái mầm này dài khoảng một gang. Đấy, những cái này là thường là thân gãy dập nó trồng ra. Đấy, thân lá nó như thế thì tôi cứ quay từ từ các bạn xem. Cây này thì tấm thân nó sạm tím, phía dưới nó sạm tím này, phía dưới, nhưng mà thân là thân vàng. Thân già này các bạn thấy thân vàng này. Còn cái mầm này của năm ngoái cuối năm ngoái nó trồng này. Nghĩa là nó trồng cuối mùa mưa thì nó bén lên là nó được một cái mầm này, là cuối năm cái là Tết là nó thắt ngọn thì nó mới mọc ra mầm này. Đấy, còn rễ rất khỏe này. Cây này cũng rất cứng, được một gang. Hình năm này là 350.000. Bạn nào sưu tầm thì cứ sưu tầm thôi, còn hoa nó nở tùy duyên. Cái hình 6 này là 350.000. Cái này thì các bạn thấy chưa, thân già thân gãy của nó cũng nhiều này. Đây là toàn cái thắt ngọn bị sâu này. Đấy, cây này chắc là loại thân to này, nhưng mà bây giờ lá nó cũng to này. Cái này mà chăm tốt là lá cũng dày. Như cái này vẫn dòng lá tre chứ không phải dòng lá, vì các bạn nhìn lá là biết nó cũng được khoảng gần một gang. Còn cái thân cũ của nó này nó khoảng 30 cm. Đấy, thì cái hình 6 này là 350.000. Thì đây là các cái chậu này của dùng Chimoray. Thì Chimoray thì tôi thường đi lấy là phía hướng của tỉnh Gia Lai. Còn tất nhiên là ở Kon Tum thì người ta vẫn Gia có Lai chứ chưa bao giờ. quyển của Gia Ly. Còn Kon Tum thì người ta cũng vẫn đi lấy ở vùng người ta gọi vùng Gia Ly, nhưng mà người ta đi hướng theo hướng Kon Tum, còn ở Gia Lai chủ yếu là theo hướng phía ở thủy điện Gia Ly. Đấy, cây này thân các thân của nó cũng to, nhưng mà cái thân năm ngoái của nó bị sâu này, chắc không biết có ra hoa được không. Đây là bị sâu đầu này. Và nó ra cái mầm như thế này. Đấy, thì cái này là hình 6 này là 350.000. Sang cái hình 7 là 400.000. Cái này thân nó rất là to các bạn. Thân già của nó thì đỏ au. Thường thường các cái thân đỏ au là thường thường của cái thân thân già mà nó bị phơi nắng nhiều. Như cái này thân của nó vào dạng dân thân to. Đây nó gãy dập là nó cắt ngọn này. Cái này là cũng vẫn trồng từ năm ngoái. Cái này cây này lá to này các bạn. Tức là năm ngoái cuối cuối mùa mưa là nó trồng, thì đến cuối năm là nó lên được cái này là khoảng 15 cm. Còn cái mầm của nó năm nay đây là cũng được khoảng 15 cm. Các bạn thấy cây này lá rất to và dày này. Đấy, lá này rất dày. Cây này lá rất là to. Thì cây này 400.000. Hình 7 này là 400.000. Đấy, còn thân của nó như thế thì các bạn, cây này chỉ ngấn tím thì rất nhiều. Liệu có bắt gì thì mọi người cứ bảo hay là bắt bệt bắt hồng nhé, tôi chả biết, cứ cây nào nở hoa đẹp đẹp là tôi khoái.
Tất nhiên bông nào nó cũng đẹp, như có bông nhìn nó nét nét thì mình khoái hơn. Còn các cái hoa giả hạc nó nở ra rất là thơm. Còn đây cái thân già dập gãy là khi nó trồng là nó cắt rêu, nó đóng keo liền sẹo từ những đợt đấy rồi. Còn cái thân năm ngoái đây thì cái là thân này không biết nó đứt được hoa không? Nó ngắn này không biết nó đứt được hoa đâu. Thì hình 7 này là 400 nghìn. Sang hình số 8 thì cũng 400 nghìn. Cái này nó có hai mầm gốc, nhưng một cái này nó nhỏ hơn, nó mọc ở bên này, cái mầm gốc bên này. Hiện là cái này nó bị thân nó bị gãy ở đây này các bạn này, cái thân đây bị gãy này, gãy dập này thì chắc nó mọc ra các cái mầm này thì nó ra hai mầm. Cây này thì thuộc dòng cây thân mảnh đây, các bạn thấy những cái ngọn nó lên này là dòng cây thân mảnh này. Mà thân mảnh thì thường thường hoa cũng rất to. Cái này nó chở cái lá này nó bị gãy này, các bạn. Còn cái thân năm ngoái nó bằng tí lên tí này không biết nở hoa đâu. Đấy hình 8 này là 400 nghìn, nó gồm hai mầm. Hai mầm và cây này loại thân mảnh. Thân mảnh còn xanh hay vàng thì đây các bạn ấy. Như các bạn nhìn cái thân đấy nó các cái đường nó cũng nét như suy này. Nhưng mà lá này tím này các bạn này, lá chấm tím nhiều, lá cây mầm con này. Đấy hình này là 8 800 nghìn. À quên, 400 nghìn, hình 8 là 400 nghìn. Sang hình 9 là 450 nghìn. Nó ta còn một bụi túm túm này. Các thân này bị sâu này, các bạn nhìn những thân này là nó bị sâu nó gãy này. Một cái hai cái là thân sâu gãy này. Còn thân trước của nó cũng được khoảng 30 cm này, cái thân từ năm nào đây. Như cái này nó có hai mầm là cũng rất là khỏe. Hai mầm này nó là khoảng 6-7 cm. Đấy. Đấy các bạn, hình 9 là 450 nghìn, nó có hai cái mầm này thì là cũng rất đẹp của Johnny. Sang hình 10 là 500 nghìn. Cái này nó có một mầm thôi nhưng lá nó cũng cũng to to và nó có hai cái kỳ trên này, rễ đã dài này các bạn này, kỳ kỳ tự nhiên trên này. Cái này cái thân lá của nó khi mà cây trước này các bạn nhìn nhìn cái lá này, nhiều bạn rất thích, tôi cũng rất thích cái dòng lá này này. Nó cứng cứng mà nó nhỏ nhỏ có này. Đây các bạn nhìn còn các cái thân già nó bé tí này, những cái này là chưa hoa đâu các bạn, những cái thân già này nó đây, cái này nó khô nó cong đây. Ê, bởi vì nó trồng là nó thường nó trồng bằng cái hàng kiến kiến và những cái hàng gãy dập nữa, như cái này là trồng kiến này, thì cái thân này nó được có kỳ này, hai cái kỳ. Thì cái hình 10 này là 500 nghìn. Sang hình 11 thì cũng 500 nghìn. Các bạn thấy thì đây các bạn nhìn cái thân già nó, cái này thì nhiều bạn cũng cũng hay hỏi sưu tầm này. Cái này thân vàng ươm này, nó có ba mầm này, ba mầm gốc này. Đây thân nó vàng này các bạn, nhưng mà hoa như thế nào thì cũng không biết, nên là bạn nào sưu tầm thì cái này nó có ba mầm gốc này. Và cái dòng lá này các bạn, nhiều bạn nhìn cũng thích cái dòng thân này này, tôi cũng nhìn tôi thích dòng thân này, nhưng mà tôi đưa đây. Còn các bạn nói cổ lá, nhưng mà cổ lá loại này thì không có, cái mầm đây nó lá hơi phớt phớt tím ở đầu. Ừ, như thường thường nó phớt tím này khi nó lớn là nó lại xanh lại vàng, thì cái đấy cũng không không biết đâu. Đây là những cái kỳ đây là cái mầm đây là lá nó chấm tím này, không phải chấm tím mà nó phớt bên ngoài rìa lá, các bạn thấy chưa, chứ không phải là chấm tím. Còn thân cũ của nó thì vàng, và cái dòng lá này tôi cũng thấy thích. Các bạn nhìn cây này nó nhìn này. Đấy các bạn thấy chưa? Cũng tuyệt vời. Hình 11 này là 500 nghìn. Sang hình 12 là 500 nghìn. Cái này của Trương Mô Đay thì mặt hoa này, bạn nào ưng sưu tầm mặt hoa, cái này nếu mắt nó to, tất nhiên nó cũng rõ này các bạn. Đấy tôi quay tận nơi các bạn nhìn. Hoa thì nó to, to bự. Bạn nào thích chơi hoa to thì hoa to. Và thân lá này này thì cái này cũng 500 nghìn. 500 nghìn thì nó có một cái gốc đây nữa, nó có mấy mầm này, thì cái này là
nó buộc nó trồng ở đây nhưng mà nó không lên được mầm, mầm gốc nó không lên, ở cái thân đây là nó khô này các bạn này. Thì tôi tiện tôi nếu sưu tầm thì tôi đóng luôn cả cái đoạn này, thì cái đoạn này nó vẫn lên được kia. Thì cái đoạn này là nó khác của cái đây này các bạn, cái đây thân già nó một hệ thống, cái này nó khác. Cái đây chậu sành Và đây là cái chậu đất này. Nên bạn nào ấy thì tôi sẽ nhóc lên là gửi. Đấy thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại tôi 0965 895 207. Thì các bạn nên nhắn tin bằng tin nhắn thì nó ấy hơn, hoặc là nếu mà Zalo thì lại khi mà nghe điện thoại thì là khó 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 xem Zalo ngay. Đấy. Video này tôi làm đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.